mùa điệp vàng nở rộ muôn nơi, nơi nơi. Sáng nay cùng Huế cũng đã nắng tươi sớm rồi, chiều hôm qua cũng có mưa giông, vừa nay là chuyển qua mưa giông buổi chiều một vài nơi. Dạ, em vui xin chào tất cả mọi người, ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe, cùng em thăm Huế. Ngày hôm nay là ngày đầu tuần thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024. Dạ, về tiết trời dự báo ở Huế từ 26 đến 33 độ C. Nắng nha mọi người, nắng vừa đó, 33 độ thì cũng vừa. Thế như tiết trời ngày hôm qua buổi chiều thì có u trời, mưa giống vài nơi đó. Ngày qua thì 32-33 độ C thì cũng không ảnh hưởng gì lớn về nắng, nhưng mà lại có mưa giông về chiều về sáng, một tối một sáng. Bà con cũng nên cập nhật thông tin để đề phòng. Dạ, mùa mưa giông đó, giông thì thông thường hay kèm với lốc xoáy. Đây là một số hình ảnh tại chợ Bến Ngư, đường Phan Bội Châu. Lúc này cũng 7 giờ 30 sáng mà trời cũng đã họp đông đúc rồi. Thì ngày mới đầu tuần nữa, bà con đi làm đông đúc ngoài đường. Hoa quả rau rặng tươi ngon, con cần là chờ Bình Ngư. Mùa hoa hoa trung vàng cũng nở rực vàng cái đường này luôn. Hoa nghiện chứ, mùa này hoa nghiến cũng nở rộ. Ôi chào, đi bằng tôm mà, tôm mà đổ đầy đường luôn kìa. Trời ơi, chờ chờ tôm đi bán mà xe tôm nạp bẹt hết rồi. Ôi chào, ôi chào, một bì tôm luôn đây luôn, bị đổ á hả? À, đây là mấy gì mà đi mấy người đi buôn á, người ta bị đổ tôm đầy đường luôn, bà con lượm họ đổ họ không biết luôn, chẳng thấy tiểu thương đứng đó, thấy người dân lượm tôm khá to đó. Trời ơi, mất đồng vốn rồi đó. Đó, đi buôn đi bán nhiều lúc gặp sự cố trên đường là được đó, biết thì con quay lại lượm nhặt lại ngay từ đầu, chứ con không biết thì nó rơi vài cho đến khi hết thôi. Xe người ta đi qua đi lại người ta cũng có biết đâu, đang hết ứ hết. Có vài người cũng lượm nhặt được vài con đó, vài làng tốn đó. Sự cố trên đường ngoài muốn. Dạ, em khu vực vừa ra khỏi khu vực đường Phan Bội Châu chờ Bình Ngư. Đây là tuyến đường phố Nguyễn Huệ. Dạ,
gần với khu vực đây là có bệnh viện Mộng Mục, bệnh viện y của y dược, đại học y dược. Năm xưa thì khắp bây giờ bà con thấy này, người ta đang làm rất nhiều tầng, rất rộng lớn. Nay mai rất là nhiều phòng khoa để cho bà con đến khám chữa bệnh đó. Bệnh viện của trường Đại học Y Dược Huế, mặt sau là đường Ngô Quyền là trường đại học, mặt trước này người Huế thì làm bệnh viện khu vực này nè. Đó, phòng khám như lưu đây, trung tâm y học gia đình, bệnh viện Y Dược Huế. Còn đây là ngã tư đường Hai Bà Trưng, Đồng Đa. Đường Nguyễn Huệ bây giờ ô tô sẽ hơi nhiều cái nha, đầu dài dài luôn. Tiếp tục ngã tư Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ. Đó, tiết trời sáng nay lúc này thì nắng rực rỡ mà một chập thì cũng có mù, trời cũng khá nhiều mấy. Đó, những ngày này thì tiết trời giảm thì cũng có do ảnh hưởng những cái tên không khí lạnh phương xa, không khí lạnh tràn về từ phía Bắc, cho nên là ảnh hưởng ít nhiều ở khu vực miền Trung, mưa rồi nhiều mát tiết trời đó. Cuối đường Nguyễn Huệ thì có công trình lâu năm, nhà thờ dòng chùa Cửu Thế mọi người. Trời dưới đây thì mát, nhưng mà không biết mưa hay nắng cũng không rõ ràng lắm, cũng sợ những ngày qua thì có mưa giông một bữa đi hay mưa vào buổi sáng á, cũng nguy hiểm lắm. Vừa đi ngang qua vật của công trình của Cúng An Bình bên tay phải, mặt sau đó. Và đây là ngã tư cuối cùng của đường đầu đường Nguyễn Huệ, Hùng Vương, Ba Triệu mọi người.
ngày này khả năng là sẽ nắng buồn và nhiều mây vào buổi sáng. Cái vật liệu một số ngôi nhà bà con đã làm nước phía sau này, nghe nói nay mai cũng mở rộng nữa đó. Mặt bằng ở đây chắc chẳng mai một xe dí dời đưa vào trong. Một số nhà thì còn lại mà một số nhà thì nhiều lúc cũng hết đất. Đường vật liệu này mở rộng như vậy là mấy đợt đó, em nhớ từ nhỏ đến lớn là cái đường này rất là nhỏ, rồi mở vào một đợt hình như cũng hái được rồi. Hồi xưa là khu vực này là con vịnh xe án cừu đó, ở khu vực siêu thị đó mọi người. Đó, như vậy là cũng mở rộng, mở đường cũng 2-3 đợt rồi. Kêu tới đây mở tiếp khu vực nào chưa có lê lỗi này, mở rộng để giải quyết giao thông đó. Mở rộng thành phố thì những tuyến đường giao thông đông người qua lại, người ta cũng sẽ dần mở ra để cho nói chung giải quyết nhiều thứ. Giao thông rồi về có tương tác về kinh tế này kia. Còn tuyến đường này sẽ xuyên suốt về đường Phạm Văn Đồng qua cầu Vị Giá, thì dưới kia bây giờ đang mở rộng thôi, cầu đang được gia cố thêm rộng hơn. Còn lại khu vực này nữa, triệu thì những năm trở lại đây thì đa số những cái mặt hàng áng mặt á, người ta vô bản áo quần rất nhiều, cho nên buổi sáng đi thì chưa thấy bà con mở cửa đâu. Những cái mặt hàng này thông thường người ta bán muộn và đêm thì bán về trễ đó và dày muộn. Và những ngôi nhà này người ta đã đưa vào trong này. Mai một là công trình đi ngang là có mặt đường. Khoảng đang trước ai hết á. Đó. Đó khu vực này, này lê đường như vậy là sẽ rộng ra như vậy này. Ở đây là ngã tư đường Lê Quỳ Đôn, Dương Văn An. Đi thẳng một đoạn nữa sẽ kết thúc đường Bạch Triều và có công trình nè. Anh đang đi ra đường Trương Chính đi anh nè. Dạ Trương Chính đi lui lại. À đi vòng qua đây được, vòng vô vòng lại đây đấy. Dạ vô đây và vô nhà thi đấu. Dạ dạ. Vòng rẽ phải lúc đó. Đây đoạn nữa là công trình chờ cống nơi cuối đường Bạch Triều. Kia là ngã ba đường Nguyễn Thái Học, công trình sắp vào đồng tự do. Đó hình ảnh mỗi buổi sáng. Và ngày hôm nay là ngày đầu tuần, Huế đang tiết trời cũng có giảm mát đi trong những ngày qua. Ngày đầu tuần thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024, bởi vì bão tiết trời ở Huế từ 26 đến 33 độ C, ngày nắng nha bà con. Và hiện tại thì 8 giờ sáng thì bầu trời có khá là nhiều mây, chắc là sẽ nắng muộn nha. Em đang kết thúc đường này. Vừa chúng ta vừa kết thúc đường Bạch Triều, em đang qua cầu Vị Giá. Yeah.
Dạ, hy vọng bà con mọi người Việt Nam Huế cũng yên vui ngày mới. Và anh sẽ có tiếp tục gửi đến mọi người những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ em vui xin kết thúc video. Khi xem bà con không quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế nha. Một lần nữa em vui xin chúc tất cả bà con luôn dồi dào sức khỏe bình an. Em vui xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Nhà đối bên của cầu Vĩnh Dạ người ta đang đi dời hết rồi đấy, giải tỏa đó.